Sáng nay, tỉnh Yên Bái tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện thị, thành phố và đại diện tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, triển khai hiệu quả nhiều chương trình đề án, kế hoạch, chính sách, giải pháp nhằm phát triển toàn diện trẻ em. Hàng năm, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đã có hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ trao học bổng, trợ cấp đột xuất, phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật mắt, tặng quà nhân dịp lễ Tết, tặng áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, hỗ trợ làm nhà. Nhờ đó, giúp các em có môi trường học tập, môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để phát triển. Với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh các biện pháp an toàn bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực, xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe, tâm lý xã hội cho trẻ em. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh, trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh đã ghi nhận và biểu dương các tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện luật trẻ em, các chương trình kế hoạch của tỉnh về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2030. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở ban ngành đoàn thể trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em. Triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống đuối nước ở trẻ em, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em, tăng cường truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, câu lạc bộ trẻ em nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Tiếp tục vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.